Thầy cơ Nguyễn mới chào bà con nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu khoai hoa với Mỹ cùng với nhà vườn chính thức vườn nha bà con. Mời bà con và bạn mình cùng giao lưu ạ. Chào chị. Mến chào Liêm và chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã dành những tình cảm ưu ái dành cho shop của mình ạ. Cũng cảm ơn sự chân thành của anh em ạ. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Hôm nay mình cũng có về cái lô phôi một cốt ha, chân dài ha. Mong anh em thương mà ủng hộ ạ. Rồi hôm nay mình giao lưu với cặp đầu lai. Cặp đầu lai này mình báo giá đây là mình đã bao sống bao ship luôn nha, là giá 700k một cặp nha. Mình báo giá đây là mình đã bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Cái hoành cổ của cây này là vị trí này là 32 ạ. Tổng cao của nó là 1m2 ạ. Đế cao của nó là 52 ạ. Cái hoành cốt của cây này vị trí này là 22 ạ. Rồi cây kế là 1m16 ạ. Đế cao của nó là 44 ạ. Hai cây tương đối giống nhau. Cái hoành cổ của nó là 33 ạ. Cái hoành cốt của nó là 19 ạ. Một cặp này là giá chỉ có 700k thôi. Mình báo giá đây là bao ship toàn quốc hết rồi. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho mình ạ. Rồi. Tiếp theo mình vô mã số. Tiếp theo mình vô cái mã số 1 ạ. Cây này cũng nặng. Cây mã số 1 này mình giao lưu với giá chỉ có 300k thôi ạ. Cây tài tạng rất là đều luôn nha, đầy luôn. Cây này tay cành đều quá đẹp luôn bà con ơi. Giá chỉ có 300k thôi ạ. Cái mã số 1 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 26 ạ. Tổng cao của nó là 97 ạ. Đế cao của nó là 39 ạ. Giá chỉ có 300k thôi ạ. Rồi tiếp theo cho cái mã số 2 ạ. Cái mã số 2 cũng khá là xinh luôn ha. Cây ở trên này đầy tàn ra tới đây là nó hơi bay ha. Rất là khéo luôn. Cây này cao chắc cũng tầm khoảng 1m450. Nặng lắm. Cây này một gốc cao. Cây này hoành cổ của nó vị trí này là 25 ạ. Đế cao của nó là 38 ạ. Tổng cao chứ trời mà không thấy. Cây này là 1m25 ạ. Ồ, để xuống đo chính xác ra nè. Mình thấy nó cao lắm mà sao. Cây này cao 1m4 ạ. Giá 300k cho mã số 2 ạ. Rồi, tiếp theo là cái mã số 3 ạ. Cái mã số 3 giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 21 ạ. Cao là 60 ạ. Đế cao là 29 ạ. Tiếp theo là cái mã số 4 ạ. Cái mã số 4 giá 140 ạ. Hôm nay mình về một cốt cũng nhiều ha. Anh em có sưu tầm một cốt thì vào đây ủng hộ ạ. Hoành của nó là 17 ạ. Cao 1m ạ. Đế cao 38 ạ. Giá 140 ạ. Tiếp theo là cái mã số 5 ạ. Cái mã số 5 là giá 150 ạ. Cái hoành vị trí này là 34 ạ. Tổng cao là 59 ạ. Đế cao là 40 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã số 6 ạ. Cái mã số 6 là giá 150 ạ. Cây này hoành của nó là 21 ạ. Tổng cao là 92 ạ. Đế cao là 40 ạ. Tiếp theo là cái mã số 7 ạ. Cái mã số 7 này giá cũng 150 ạ. Cái hoành của nó là 20 ạ. Cao là 98 ạ. Đế cao là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã số 8 ạ. Cái mã số 8 này giá 130 ạ. Mình có vị trí này là 21 ạ. Cao 79 ạ. Đế cao 37 ạ. Tiếp theo là lên mã số 9 ạ. Mã số 9 ở trên cũng thơm, tai tàn cũng rất là đều ha, nhiều nữa. Cái mã số 9 này giá cũng 150 ạ. Cái hoành cổ của nó vị trí này là 18 ạ. Cao của nó là 95 ạ. Đế cao nó là 36 ạ. Tiếp theo là cái mã số 10 ạ.
Cái này nó nặng, cái bộ đế nó tròn vo, nó to đùng luôn á. Cái cây này nó to mà nó gù lên đây như một cái ong quy vậy đó ha. Cây này mã số 10 giá chỉ có 300 thôi ạ. À, cái hoành của nó vị trí này là 34 ạ. À, tổng cao của nó là 94 ạ. À, đế cao của nó là 33 ạ. À, giá 300 ạ. À, cho mã số 10 ạ. À, tiếp theo là cái mã 11 ạ. À, cái mã 11 này mình trồng trong cái chậu dài hay mình trồng cái thế này rất là ok luôn. Cái mã 11 giá chỉ có 170 ạ. À, cái hoành của nó là 28 ạ. À, tổng cao của nó là 68 ạ. À, đế cao của nó là 36 ạ. À, 170 ạ. À, cho cái mã 11 ạ. À, tiếp theo là cái mã 12 ạ. À, cái mã 12 này giá 180 ạ. À, cái này hoành của nó là 21 ạ. À, cao của nó là 88 ạ. À, đế cao nó là 41 ạ. À, cái này về mình ghép ngũ sắc được nha. Rồi tiếp theo là cái mã 13 ạ. À, em bé là rất là duyên luôn ạ. À, cái mã 13 này giá 100 ạ. À, hoành của nó là 22 ạ. À, cao là 39 ạ. À, đế cao là 25 ạ. À, rồi mình cũng có cái giao lưu một cái em tại cặp cổng gạo luôn ha, gián đổ ha. Cây này giá 140 nha, anh em nào có hợp nhãn thì inbox cho mình. Cây có tên là cổng gạo, không có mã số. Chỉ có giá cổng gạo thì nó có tên là cổng gạo, cây cổng gạo, không mã số. Rồi tiếp theo là cái mã 14 ạ. À, cái mã 14 này giá 120 ạ. À, cái hoành của nó là 24 ạ. À, cao là 69 ạ. À, đế cao là 37 ạ. À, tiếp theo là cái mã 15 ạ. À, cái mã 15 này giá 150 ạ. À, cái hoành của nó là 25 ạ. À, cao là 57 ạ. À, đế cao là 35 ạ. À, giá chỉ có 150 ạ. À, cho cái mã 15 ạ. À, tiếp theo là cái mã 16 ạ. À, mã 16 này giá cũng 150 ạ. À, cái hoành của nó vị trí này là 29 ạ. À, cao là 78 ạ. À, đế cao là 34 ạ. À, tiếp theo là cái mã 17 ạ. À, mã 17 này giá có 100 ạ. À, cái hoành của nó là 18 ạ. À, cao là 59 ạ. À, đế cao là 34 ạ. À, tiếp theo là cái mã 18 ạ. À, mã 18 là giá có 140 ạ. À, cái hoành của nó vị trí này là 29 ạ. À, cao là 55 ạ. À, đế cao là 37 ạ. À, giá 140 ạ. À, tiếp theo là cái mã 19 ạ. À, mã 19 này giá 100 ạ. À, hoành của nó là 20 ạ. À, cao là 49 ạ. À, đế cao 33 ạ. À, tiếp theo là cái mã 20 ạ. À, cái mã 20 này giá 100 ạ. À, cái này hoành vị trí này là 20 ạ. À, cao là 66 ạ. À, đế cao là 37 ạ. À, tiếp theo là cái mã 21 ạ. À, cái mã 21 là giá 150 ạ. À, cái hoành vị trí này là 27 ạ. À, cao 56 ạ. À, đế cao 36 ạ. À, giá 150 ạ. À, cái mã 21 ạ. À, tiếp theo là cái mã 22 ạ. À, mã 22 em này về trồng đổ được nha. Tại này nó có sơ sát ở đây, mình bán với cái giá là thanh lý nha. Giá chỉ có 130 thôi ạ. À, nè em này cũng khá là to luôn nha. Mình trồng thế đổ như vậy.
Cái bệnh nó là 24 ạ. Cao của nó là 60 ạ. Đế cao của nó là 44 ạ. Cây này giá chỉ có 130 ạ. Tiếp theo là cái mã 23 ạ. Cái mã 23 này giá có 130 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Cao 72 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo cái mã 24 ạ. Mã 24 này giá cũng chỉ có 130 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 22 ạ. Tổng cao của nó là 53 ạ. Đế cao của nó là 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 25 ạ. Mã 25 giá chỉ có 100 ạ. Cái hoành của nó là 19 ạ. Cao là 57 ạ. Đế cao 27 ạ. Tiếp theo là cái mã 26 ạ. Em này cái bộ đế cũng khá là có duyên ha, nhưng mà hoành cổ nó hơi nhỏ ha. Cái hoành của nó đây vị trí này 14 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 33. Giá 100. Tiếp theo cái mã 27 ạ. Đây là một cộng lắc lượng ha. Cây mã 27 thì giá cũng chỉ có 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 16 ạ. Tổng cao là 88 ạ. Đế cao là 48 ạ. Tiếp theo là cái mã 28 ạ. Mã 28 này giá chỉ có 130 ạ. Cây này hoành cổ của nó vị trí này là 28 ạ. Cao của nó là 84 ạ. Đế cao là 32 ạ. Tiếp theo là mã 29 ạ. Mã 29 thì giá có 120 ạ. Cây này hoành của nó là 18 ạ. Tổng cao của nó là 1m18 ạ. Đế cao là 44 ạ. Tiếp theo là cái mã 30 ạ. Đế này cũng khá là đặc luôn ha. Em này cũng khá là duyên luôn. Giá chỉ có 130 thôi ạ. Cái này hoành của nó là 23 ạ. Cao là 62 ạ. Đế cao là 35 ạ. Giá 130 ạ. Tiếp theo là cái mã 31 ạ. Cây 31 với cây 32 này ai ấy về làm một cặp được nha. Cây mỗi một cây giá chỉ có 200 ạ. Hai cây thì 400. 200 cho cái mã 31 ạ. Cái hoành cổ của nó vị trí này là 27 ạ. Tổng cao của nó là 98 ạ. Đế cao của nó là 38 ạ. Ai săn chân dài cấp độ 1 vào đây nha, ủng hộ nhà vườn mình nha. Tiếp theo là cái mã 32 ạ. Cái hoành cổ của nó vị trí này là 32 ạ. Cao là 1m06 ạ. Đế cao là 35 ạ. Giá 200 ạ. Tiếp theo là cái mã 33 ạ. Cái mã 33 này giá 150 ạ. Hoành của nó là 25 ạ. Cao là 82 ạ. Đế cao là 36 ạ. Giá chỉ có 150 ạ. Tiếp theo cái mã 34 ạ. Mã 34 thì giá chỉ có 130 ạ. Hoành của nó là vị trí này là 25 ạ. Cao là 77 ạ. Đế cao là 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 35 ạ. Mã 35 này giá chỉ có 140 ạ. Cây liền cốt rất là đẹp luôn ha. Hoành của nó là 20 ạ.
cao là 75 ạ. Đế cao là 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 36 ạ. Cái mã 36 rồi giá chỉ có 140 luôn ạ. Cái cây này cao của nó là 1m1 ạ. Đế cao của nó là 46 ạ. Cái hoành cổ của nó là 23, giá chỉ có 140 ạ. Tiếp theo là cái mã 37 ạ. Mã 37 thì giá 120 ạ. Cây này hoành của nó là 23 ạ. Cao của nó là 58 ạ. Đế cao của nó là 43. Tiếp theo cái mã 38 ạ. Mã 38 này giá 100 ạ. Cây này hoành của nó là 23 ạ. Tổng cao của nó là 49 ạ. Đế cao của nó là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 39 ạ. Mã 39 thì giá có 100 ạ. Hoành của nó là 21 ạ. Cao của nó là 50 ạ. Đế cao là 28 ạ. Tiếp theo là cái mã 40 ạ. Cái mã 40 giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 20 ạ. Đế cao là 57 ạ. Đế cao là 37 ạ. Tổng cao là 57 ạ. Giá chỉ có 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 41 ạ. Cái mã 41 là giá cũng chỉ có 100 ạ. Cái hoành nó vị trí này là 16 ạ. Tổng cao là 64 ạ. Đế cao 30 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 42 ạ. Cái mã 42 này giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 21 ạ. Cao là 58 ạ. Đế cao là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 43 ạ. Cái mã 43 này giá cũng chỉ có 100 ạ. Cái hoành cổ của nó vị trí này là 21 ạ. Cao là 57 ạ. Đế cao 34 ạ. Tiếp theo cái mã 44 ạ. Cái mã 44 này giá 130 ạ. Hoành của nó là 22 ạ. Cao của nó là 54 ạ. Đế cao là 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 45 ạ. Mã 45 là giá con 130 ạ. Cái hoành cốt của nó ở vị trí này là 23 ạ. Tổng cao của nó là 93 ạ. Đế cao của nó là 35 ạ, giá 130 ạ. Tiếp theo là cái mã 46 ạ. Mã 46 là giá có 100 ạ. Cây này hoành của nó vị trí này là 24 ạ. Cao là 52 ạ. Đế cao 34 ạ. Tiếp theo là cái mã 47 ạ. Cái mã 47 thì giá 150 ạ. Cây này hoành của nó là 26 ạ. Cao là 56 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 48 ạ. Cái mã 48 này giá chỉ có 140 ạ. Cây này mình trồng được 2-3 tầng theo cái chiều bay của nó ha. Rất là đẹp luôn. Cây này giá chỉ có 130 ạ. Cái hoành của nó là 20 ạ. Tổng bay của nó là 94 ạ. Đế cao của nó là 41 ạ. Tiếp theo là cái mã 49 ạ. Cái mã 49 giá có 100 ạ. Cái hoành của nó là 22 ạ. Tổng cao của nó là 72 ạ. Đế cao của nó là 39 ạ.
Tiếp theo là cái mã 50 ạ. Cái mã 50 là giá con 130 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 22 ạ. Cao là 66 ạ. Cái cao là 41 ạ. Tiếp theo là cái mã 51 ạ. Mã 51 là giá có 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Cao là 46 ạ. Cái cao là 31 ạ. Tiếp theo là cái mã 52 ạ. Mã 52 này giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 17 ạ. Cao là 75 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 53 ạ. Mã 53 này giá 140 ạ. Cái này hoành của nó vị trí này là 28 ạ. Tổng cao của nó là 50 ạ. Đế cao của nó là 32 ạ. Tiếp theo là cái mã 54 ạ. Cái mã 54 này giá chỉ có 150 thôi ạ. Em này hoành cũng khá là to ha, hoành của nó là 31 ạ. Cao là 53 ạ. Đế cao là 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 55 ạ. Cái mã 55 này giá chỉ có 100 ạ. Hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Tổng cao là 60 ạ. Đế cao là 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 56 ạ. Cái mã 56 này giá có 100 ạ. Em này nó hơi lùng nhưng mà có thể là chồng đổ cũng được. Hoành của nó là 17 ạ. Cao của nó là 44 ạ. Đế cao là 31 ạ. Tiếp theo là cái mã 57 ạ. Mã 57 này giá cũng chỉ có 100 thôi ạ. Hoành của nó là 23 ạ. Cao của nó là 57 ạ. Đế cao 32 ạ. Tiếp theo là cái mã 56 ạ. Thế 56 này giá cũng chỉ có 100 ạ. Cái hoành của nó là 16 ạ. Cao của nó là 70 ạ. Đế cao của nó là 30 ạ. Tiếp theo là cái mã. Ủa cái mã đó là mã 58 rồi phải không? Mã này mã 59 ạ. Mã 59 giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 23 ạ. Cao 57 ạ. Đế cao 31 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 60 ạ. Cái mã 60 phạm lỗi thanh lý nha. Cây này giá chỉ có 80k luôn ạ. Tại vì nó có cái ghế ngay đây nó không có liền nha. Nó bị lọ lũa. Không sao hết. Giá chỉ có 80k thôi ạ. Cây này hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Cao là 52 ạ. Đế cao là 29 ạ, cho cái mã 60 ạ. Tiếp theo là cái mã 61 ạ. 61 là một cặp. Một cặp lùng lùng nghe giá chỉ 160 ạ. Một cặp lùng, mã 160. Quay ra đây người ta mới thấy nè. Rồi cái mã 61 giá 160 nha. Tiếp theo là cái mã 62. Cái mã 62, hai cây cũng là ná giống nhau ha. Cặp này giá 160 ạ. Tiếp theo là 63. 63 cặp này giá 140 ạ. Cho cái mã 63 ạ. Tiếp theo là cái mã 64 ạ.
hai cây cũng giống nhau nha. Cái này cặp này giá 150 à. Nhưng mà nó có một cái khe ngay đây là nó không có liền hôm tí xíu thôi chứ không sao hết, cây này không có trồng không chết. Giá 150 à. Tiếp theo là cái mã 65 à. Cặp 65 là giá cũng 150 à. Rồi. Cái mã cuối clip là cái mã 66. 2 4 6 8 10 12 cây. 12 cây này mình thanh lý giá là 600 nha. Mình bao sống bao ship luôn ạ. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình. Rồi, chào Liêm và chào tất cả anh em, mong anh em thương tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình nha. Thật lòng cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Thu nha. Cảm ơn bà con mình, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.